Chào các bạn, hôm nay Dung có một cái chia sẻ nhỏ với các bạn, chỉ chia sẻ một cái niềm vui nho nhỏ của mình tới với mọi người. Thì trước mặt mọi người đây là một cái thùng đồ mà mẹ mình gửi cho mình từ Việt Nam sang Pháp. Thì cái thùng đồ này các bạn, nó có một cái câu chuyện sau nó luôn. Là nó đi từ từ Việt Nam là ngày 11 tây tháng 12 các bạn, nhưng mà tới nay là mình mới nhận được. Nhưng mà nếu mà một tháng rưỡi thì nhiều khi các bạn nó cũng chắc không không có lâu, nhưng mà mình gửi cái thùng đồ này mình gửi bằng đường máy bay các bạn. Nhưng mà bình thường mẹ mình gửi cho mình là khoảng một tuần hoặc là 10 ngày là nó đã tới rồi các bạn. Nhưng mà lần này là nó tới một tháng rưỡi luôn. Khi mà qua 10 ngày là mình cảm thấy là có thể là nó bị lạc, có thể là hoặc là mất rồi, hoặc là sau đó rồi nó cũng không tới tay mình được. Nhưng mà hôm nay mình đi làm về thì mình thấy có một cái chiếc xe bưu điện đậu trước cửa nhà. Thì cái chị đó là chị giao thư cho mình hàng ngày á các bạn. Chị mới nói rằng là em có một cái thùng, em có một cái coli, tức cái thùng đồ á các bạn, cho nên em ký nhận giùm chị. Cái mình cũng không có nghĩ là nó nữa các bạn. Mình cứ nghĩ, tại vì mình cũng đang mua hàng trên Amazon á, thì mình cũng nghĩ là hàng của Amazon thôi. Thì khi mà nhận được cái thùng đồ này là hết hồn luôn các bạn, rất là mừng. Cái cảm xúc đầu tiên là rất là hạnh phúc, rất là mừng, vui, rất là sung sướng khi mà được 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 nhận lại cái thùng đồ này. Nó tuy là nó giá trị không có nhiều các bạn, nhưng mà trong này là có cái tình thương của mẹ mình. Cái cảm xúc thứ hai là nó khó tả lắm các bạn, là nó cái thùng đồ này là nó rách mướp hết trơn à các bạn ơi, nó tanh banh hết trơn à, chứ nó không có còn nguyên. Thì bây giờ mình sẽ quay cái thùng đồ cho các bạn xem. Đây là cái thùng đồ của mình đây, nó rách te tua, nó rách tanh banh hết. Nó bị giam tại hải quan các bạn, chứ không phải là bị lạc. Hình như mình để ngược rồi. Đồ này gửi sang là nó vẫn còn lạnh các bạn. Nếu không là đây, mẹ mình bỏ vô trong cái bịch này và bỏ mua cái gói hút ẩm đó các bạn, cho nó đừng nó móc á. Đó, có đầy đủ hết. Mẹ mình xào có lá dứa nè, có lá cẩm với lại sữa các bạn. Ăn rất là tuyệt vời. Thì sẵn đây mình chia sẻ với các bạn luôn là cách cái gửi những cái cách gửi đồ từ Việt Nam sang sang các bạn. Thì mình nghĩ là ở bưu điện nào cho những bạn nào ở dưới quê á, ở trên thành phố thì các bạn có DHL hoặc là có các cái dịch vụ gửi rồi, thì mình không, thì cái đó các bạn dễ biết. Nhưng mà DHL thì gửi cái phí nó rất là cao các bạn. Nhưng mà gửi bưu điện thì cái chi phí nó hơi rẻ hơn, nhưng mà nó lâu các bạn. Còn mà gửi DHL là thường thường là 3 ngày hoặc là 4 ngày thì nó tới rồi. Thì cái chia sẻ của mình là sẽ dành cho những người bạn nào ở dưới quê các bạn, nhưng mà các bạn muốn gửi đồ đi xa. Cách đây vài ngày cũng có người thân trong gia đình mình muốn gửi đồ sang Thụy Sĩ. Cô mới hỏi mình rằng là gửi đồ như vậy thì đi trong bao lâu, hoặc là cái đồ nào mình được gửi, hoặc là cái chi phí nó như thế nào đó các bạn. Thì các bạn biết là ở dưới quê là nó không có cái dịch vụ DHL là các bạn, nó không có chi nhánh các bạn. Thì mình tìm trên internet thì mình không có thấy được, hoặc là UPS thì mình cũng mình không có thấy luôn. Cho nên là phải gửi qua đường bưu điện. Mình lên bưu điện mình hỏi người ta thì người ta nói rằng người ta cũng có gửi chuyển phát nhanh, hoặc là gửi đi bằng tàu. Gửi chuyển phát nhanh thì gửi bằng đường máy bay các bạn, vào trong vòng một tuần hoặc là 10 ngày là nó sẽ tới. Nhưng mà lần này thì mình gửi là nó bị trục trặc thôi. Nhưng có nói với cô mình rằng là gửi cái đường đường máy bay á, thì cái chi phí nó rất là mắc. Nhưng mà các bạn tính ra như vậy, một thùng đồ 5 kg như vậy là 76 đô la, thì khoảng
Mỗi một cái tính ra là cái thùng đồ này là khoảng 15 đô la cho 1 kg các bạn. Thì chắc tầm khoảng 260 270.000 tiền Việt mình á cho 1 kg nha. Một cái số đồ là mình không có gửi được máy bay các bạn, như nước mắm, nước tương, cái này cái đồ mà dạng lỏng á là mình không có gửi đi được bằng máy bay. Như hôm rồi mình cũng có nhờ mẹ mình gửi nước màu cho mình á, nhưng mà không có gửi được các bạn. Tại cả các sản phẩm mình gửi đi là phải có nhãn mác, trừ những cái đồ đồ nào khô như là mứt này là mình xin được các bạn. Như là mứt, nếu mà các bạn gửi mứt chuối á thì không được bỏ mè. Mẹ mình cũng có làm mứt chuối gửi nữa, nhưng mà tới cái ngày gửi á các bạn thì cái chị làm đóng cái thùng này cho mẹ mình thì chị nói là không có gửi mè đi được, cho nên là phải bỏ cho lại, chỉ gửi được mứt dừa này thôi. Mình không có ăn Tết nít gì luôn, không có cái gì đồ trong việc đồ Việt Nam đây, không có mứt bánh, không có gì hết trơn á. Nên là mình rất là vui, rất là sung sướng khi mà được 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 nhận lại cái thùng đồ này. Nó tuy là nó giá trị không có nhiều các bạn, nhưng mà trong này là có cái tình thương của mẹ mình, có cái hương vị của quê hương mình, là nó rất là hạnh phúc rồi. Mà tốt nhất á là vô trong siêu thị mua đi, nói thiệt luôn á, tốt nhất là cứ vô trong siêu thị mua, là đồ nó có nhãn có mác hết là gửi đi rất là ok, mình không có bị hải quan check kiểu này nữa các bạn. Cái này là đâu phải là nó bị mất đâu, là nó bị giam tại hải quan thôi, mà giam là tới 1 tháng mấy lần các bạn. Thì cái chị mà giao đồ cho mình á, chị cũng có nói là tại vì cái thùng đồ của em là nó bị bể rồi, tại vì là ở trong đó là người ta thấy có cái bột rơi ra. Thì các bạn biết là mứt dừa nó có cái lớp đường là lắng xuống dưới á các bạn, thì khi mà bỏ thêm một lớp nữa cho nó đừng có bị nó hút ẩm á các bạn, đừng bị mốc á. Nhưng mà khi mà người ta thấy là nó rơi cái bột ra, tại cái thùng nó rách te tua tanh banh hết trơn rồi, nó đâu có còn nguyên đâu, mà mình thấy dán băng keo tùm lum tà le hột me nè. Thì người ta mới giữ lại để người ta kiểm tra thôi, mà cái test đó rất là lâu các bạn. Thì cái test đó mình lên trên internet mình xem thì đúng là 1 tháng đó các bạn. Thì bây giờ là nó về tay mình rồi, thì mình rất là hạnh phúc, rất là vui, tại vì cái mức này nó không có bị mốc, là mình vẫn ăn được bình thường các bạn. Tuy là 1,5 tháng thường thường thì chắc khoảng ở bảo cái mức dừa thì các bạn biết là để không có được lâu, nếu như mà để chứ lại đi trời lạnh đó các bạn, mình sợ là nó bị ướt, bị ẩm nữa. Các bạn xem nè, nó rất là mềm luôn, mà nhà mình không có thích ăn cứng. Nói mẹ mình xào xào cho cái mứt nó mềm, lựa cái dừa nó mềm á các bạn. Có hương vị Tết đó các bạn. Thì các bạn cũng biết là làm mứt đó, rất là công phu, làm mứt dừa này, mứt chuối rồi này kia đó, là các bạn biết là rất là cực, rất là công phu, tốn thời gian nữa. Nhưng mà không có cái gì ngon bằng không có gì ngon bằng mứt của mẹ, các ngon bằng mứt của mẹ các bạn, nó thì không có gì ngon bằng đồ mẹ làm á các bạn. Cho nên là mình rất là vui và mình rất là cảm ơn, con cảm ơn mẹ, cảm ơn mấy anh hải quan gửi cái thùng đồ cho mình. Thì đó là cái video mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì mình chúc các bạn có một cái năm mới thật là ấm áp và hạnh phúc bên gia đình, một cái năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký để theo dõi các video của Dung nha. Tạm biệt các bạn.